chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho bạn cái sản phẩm, đó là cái gel triệt lông. Cái gel này thì vợ mình đang mua để sử dụng cho cái máy triệt lông ở spa nhà mình. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết cái sản phẩm gel triệt lông nó là gì, nó có an toàn cho da và cái vùng nhạy cảm của chúng ta hay không. Đó. Thì trong cái quá trình chúng ta muốn làm đẹp ấy, chúng ta muốn triệt lông để sắm cho mình được một cái làn da sạch sẽ, đấy, mượt mịn, thì nhiều khách hàng người ta thắc mắc đó là về các cái gel triệt lông được sử dụng trong liệu trình đó là gì. Đấy. Và nó có những cái công dụng hay là nó có đảm bảo an toàn cho da, đặc biệt đó là đối với cái vùng nhạy cảm của chúng ta hay không. Đấy, thì sau đây các bạn cùng mình tìm hiểu nhé. Thì cái gel triệt lông ấy, đó, nó là một cái gel siêu âm y tế. Gel triệt lông thì nó có cái thành phần và có các cái tính nổi bật như sau. Thứ nhất đó là cái thành phần chính, đó là carbomer, glycerin, water. Ngoài ra ấy, thì cái gel đảm bảo thì nó không chất bảo quản, không kích ứng. Về cái thông số, cái độ nhớt đó là 100.000 CB, vận tốc đó là 1.51 đến 0.5 mm. Đấy. Trở kháng âm 1.53 đến cộng trừ 0.5, pH từ 7 đến 7.2. Về cái tính nổi bật thì cái gel trong thì nó không màu, không bọt khí, không mùi, không cồn và không ăn mòn. Đó. Không dính dầu mỡ, không mùi, không có thuốc nhuộm màu. Đó, không gây kích ứng cho da. Cái công thức gel thân nước đó, nó thường được ứng dụng rất là cao để làm cái chất bôi trơn trong siêu âm và trong triệt lông. Đó. Cái công thức không gây dị ứng, không mùi, không để lại các cái vết bẩn, không gây kích ứng cho da, mang lại cái trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Đó. Chúng ta có thể xoa đều để mở rộng cái vùng ứng dụng mà nó không bị khô và trượt, đảm bảo được cái hiệu quả, an toàn, lành tính trên da, kể cả những cái vùng da nó rất là nhạy cảm. Đó. Thì cái gel sử dụng trong triệt lông ấy, nó có cái công dụng gì? Thì trong cái liệu trình triệt lông đấy, thì cái gel triệt lông nó được sử dụng, nó là một cái chất xúc tác đấy, giữa cái vùng điều trị và đầu máy dio laser. Nó mang đến những cái công dụng nổi bật, đó là gel triệt lông giúp cái ánh sáng dio laser nó đi sâu đấy, triệt tiêu tận gốc cái lang lông, và nó không gây cái tình trạng bỏng rát đấy, mang lại cái trải nghiệm thoải mái cho người triệt. Bên cạnh đó thì cái gel triệt lông ấy, nó còn là cái chất nhờn đấy, dẫn cho đầu máy triệt lông nó hoạt động tốt hơn trên da. Cái gel lạnh thì nó làm cho dịu da trong cái quá trình triệt. Đấy. Như vậy thì cái việc sử dụng gel triệt lông nó không những giúp chúng ta bảo vệ được cái làn da, mà nó mang lại cái cảm giác thoải mái, giúp trong cái quá trình triệt lông đấy, nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt hơn. Gel triệt lông còn sót trên da nó có ảnh hưởng gì hay không? Đó. Thì đối với các cái loại gel triệt lông hiện nay ấy,
nó sót trên da sau cái quá trình triệt đấy, thì nó hoàn toàn nó không gây hại cho da cũng như là sức khỏe của cơ thể chúng ta đó, nên là bạn có thể yên tâm đó, chúng ta sử dụng thoải mái đó. Khi mà chúng ta triệt lông á, thì có các bạn yên tâm đó là về cái độ an toàn cũng như cái hiệu quả nó cũng rất là cao đấy. Thì hiện nay thì các cái spa họ cũng sử dụng các cái máy laser đấy, để sử dụng trong cái việc triệt lông cho khách hàng đấy. Thì họ có những cái cam kết đó là những cái máy triệt lông chính hãng đấy, và được chứng nhận đó là an toàn cũng như hiệu quả đấy. Cam kết đối với những cái chủ spa đó là những cái kỹ thuật viên đó, người ta cũng được đào tạo đấy. Cái chi phí triệt thì nó cũng rất là hợp lý, bảo hành thì rất là lâu dài đó. Thì hiện nay thì như các bạn biết ấy, thì đối với các cái quy trình thì các cái quy trình triệt lông thì nó rất là nhiều các cái quy trình để cho chúng ta lựa chọn đấy. Thì đối với sản phẩm gel triệt lông ấy, nó là một cái thứ không thể thiếu trong cái quy trình để chúng ta tiệt triệt lông đó. Thì hiện nay thì đối với các cái liệu trình triệt lông khi mà sử dụng gel tại các cái spa đó, thì nó đem lại một cái cảm giác nó là dễ chịu hơn đối với khách hàng của chúng ta đó. Thứ nhất đó là khách hàng chúng ta được thăm đấy, khám cái tình trạng lông cũng như là tư vấn và lên cái liệu trình thực hiện. Bước thứ hai đó là kỹ thuật viên đó, người ta vệ sinh cái vùng da cần triệt bằng những cái dung dịch chuyên dụng. Bước thứ tư đó là bước thứ ba đó là sau cái bước làm sạch ạ, thì sẽ cái bôi gel lên, đeo bôi gel lạnh lên cái vùng da trước khi chúng ta di chuyển đầu máy đó. Bước thứ tư đó là điều chỉnh bước sóng và những cái năng lượng phù hợp trực tiếp di chuyển đầu máy và cái vùng lâm đó, trên da. Bước thứ năm đó là kết hợp bôi kem dưỡng ẩm lên da để cho da dễ chịu hơn. Chỉ với cái quy trình 5 cái bước trên ấy, thì cái quy trình triệt lông ở các cái bộ phận trên cơ thể chúng ta đấy, là sử dụng gel triệt lông đã hoàn thành. Thông thường chỉ với khoảng tầm 10 buổi triệt lông lách đấy, dưới cánh tay là đã làm sạch được khoảng 80% đó. Thì hiện nay thì khi mà các bạn, đặc biệt các bạn nữ ấy, chúng ta có nhu cầu triệt lông tại một số các cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta, thì các bạn chúng ta có thể đến tại các cái cơ sở spa uy tín đó. Họ hiện nay cũng đã đầu tư các cái dòng máy laser có cái chức năng triệt lông này đó, để chúng ta triệt lông. Hiện nay thì nó cũng mang lại cái hiệu quả rất là lớn đấy. Đặc biệt là họ có các cái chính sách bảo hành rất là hấp dẫn đấy. Chỉ sau khoảng 10 lần triệt lông đấy, là các bạn đã giảm được khoảng 80% cái lông tại cái vị trí mà chúng ta muốn triệt đó. Mà cái giá thì hiện nay nó cũng rất là hợp lý. Đấy, thì các bạn chúng ta đang có nhu cầu, các bạn cùng tìm hiểu.